Rồi thử ha. Hai ô rồi vô. Dính giữ được 4 ô nhớ nhìn em chị nghe ô 1, 2, ô 3, ô 4 là phim nha. Dạ. 1 và 2 và 3 và 4 và 2 ô là được. Lại. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và. Nhịp rất là đều rồi đó. Mà tăng lên một chút nha con. Dạ. Vẫn là hai ô khởi đầu là vô. Dạ. Lần này thì hai ô khởi đầu con cũng đếm giống như vậy luôn. Dạ. Ô thứ nhất thì con đếm là 1. Ô thứ hai thay vì con đếm phát 1 thì con sẽ đếm là 2. Hiểu không? Nó giống vậy luôn nè. Nhưng mà chỉ có điều là không đánh thôi, mình gõ không thiếu trước. Đó, thấy ha. Rồi. Rồi, hai ô này. 1 và 2 và 3 và 4 và 2 và 3 và 4 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 và
ô số 3 của con nó hơi bị khựng lại một chút đó. Con nhớ nhìn mắt theo á, mắt con mà bị lạc đi chỗ khác là con sẽ bị khựng. Ô số 3 xuống hàng nó hơi bị khựng chút rồi. Đấy.